3 điều bí ẩn xảy ra trong bệnh viện. Trong bệnh viện, bạn không chỉ thường xuyên tiếp xúc với cái chết, mà còn phải làm quen với những điều còn đáng sợ hơn thế nữa. Với suy nghĩ này, không có gì ngạc nhiên khi bệnh viện luôn là nơi gắn liền với những câu chuyện ma quái và những giai thoại đầy bí ẩn. Trong video này sẽ là bí ẩn quỷ nhập tràng, hiện tượng hồi quang phản chiếu và hồn lìa khỏi xác. Hãy cùng đón xem. Và chỉ có một lưu ý duy nhất, nhớ đóng bìm trước khi nhấn vào nút play. 1. Quỷ nhập tràng. Những câu chuyện ma quỷ thì luôn vô cùng là đáng sợ, nhưng mà nó lại có một sức hút đến kỳ lạ. Người ta vẫn thường nói là nhất quỷ nhì ma, thế nên quỷ vẫn là thứ đáng sợ hơn cả. Và dĩ nhiên ở môi trường bệnh viện, hàng ngày đều tiếp xúc với những xác chết, thì chuyện gặp quỷ có chăng cũng chỉ là sớm muộn mà thôi. Có giai thoại rằng hai nhân viên nhà xác lên phòng cấp cứu chuyển một tử thi xuống. Đến 10 giờ tối, người nhân viên cao tuổi coi nhà quản muốn ra phố ăn bát cháo. Ông ta mới bèn nhờ người đồng nghiệp trẻ ở lại trông nom rồi đi ra cổng bệnh viện. Người đồng nghiệp này là một thanh niên còn trẻ tuổi, mới vào nghề được vài ngày. Anh ta thần ở ngoài một lát thì trời đổ cơn mưa nhỏ, nên anh đành phải một mình bước vào các căn phòng để tử thi. Đột nhiên anh nhìn thấy tấm khăn phủ tử thi vừa đưa vào động đậy, nghĩ rằng là căn phòng có chuột, anh mới đến gần và tò mò đưa tay vén tấm vải trùm tử thi lên xem xét. Đột ngột cơ thể của cái xác nằm trên bàn run lên bần bật. Trong khi đó thì anh nhân viên còn chưa hoàn hồn thì hai cánh tay xác chết đưa lên quàng vào người anh, ba hồn bảy vía tá hỏa. Anh co chân chạy thục mạng ra cửa và hình như là thây ma vẫn đuổi theo sau. Cái điều kỳ lạ nhất là tuy đôi chân thây ma không cử động được, nhưng mà cả thân xác vẫn bay theo người nhân viên này. Trong lúc chân tay đang bùn rùn, trí óc tê liệt tưởng không chạy được nữa, thì anh nghe thấy một tiếng thét bên tai. Hãy chạy vòng quanh gốc cây nếu mày muốn sống. Không kịp xem ai nói câu đó, nhưng anh tự nhủ hãy cố gắng làm theo lần cuối. Quả nhiên là sau khi chạy vòng quanh một gốc cây bên thảm cỏ, anh nghe có tiếng đổ vật xuống đất ở sau lưng mình. Vừa thở dốc anh vừa ngoái cổ nhìn lại. Đó chính là cái thây ma đang nằm dài trên mặt đất, cách nơi anh đứng vài mét. Một bóng đen tiến đến đưa tay vỗ vào vai anh thều thào. Rồi chú sẽ quen với hiện tượng này thôi, đừng sợ. Dù nhận ra đó chính là giọng nói quen thuộc của ông nhân viên già, nhưng anh vẫn ngất đi bất tỉnh. Thực ra nếu mà là Taka thì đã bất tỉnh nhân sự ngay từ lúc vén tấm khăn phủ lên rồi, chứ không chờ đến lúc này nữa đâu. Tuy nhiên đây có phải là câu chuyện có thật hay không, hay chỉ là một giai thoại truyền miệng vô căn cứ, và thực hư của nó là như thế nào? Hiện tượng trên người ta gọi là hiện tượng quỷ nhập tràng, khái niệm để chỉ việc xác chết tự nhiên bật dậy. Tuy nhiên có nhiều ý kiến cho rằng thời xưa, khi mà khoa học còn chưa phát triển, dân gian không giải thích được nên gán cho ma quỷ nhập vào xác chết. Sự thực thì không phải vậy, không hề có ma quỷ nào hết. Khi một người tắt thở thì có nghĩa là người đó được coi là chết. Nhưng mà trong khá nhiều trường hợp, trước khi chết hẳn, cơ thể đã trải qua trạng thái chết lâm sàng. Lúc này thì các biểu hiện tuy giống là đã chết, nhưng các tế bào cơ thể vẫn còn hoạt động, và hoạt động đó có khi kéo dài cả hàng chục tiếng. Tuy nhiên là khi rơi trạng thái chết lâm sàng thì khả năng tự sống lại rất là hiếm. Nếu được kích thích bằng sốc tim có thể sẽ tỉnh lại, nhưng chỉ được một thời gian ngắn mà thôi. Cơ thể vận động được là do nhận được thông tin truyền từ não bộ dưới dạng tín hiệu điện. Khi đó cơ sẽ co duỗi nhịp nhàng và tạo nên các động tác. Khi chết lâm sàng, tín hiệu điện từ bộ não không còn và các cơ bắp trong trạng thái thả lỏng. Khi được kích thích bằng luồng điện tương tự những dòng điện phát ra từ não, các cơ đó sẽ co lại, tạo ra hiện tượng xác chết biết cử động. Sự bật dậy hay sống lại hoặc là quỷ nhập tràng thực ra cũng chỉ là hiện tượng co cơ. Khi mèo nhảy qua xác chết, cơ thể chúng mang những điện tích nhất định. Sự tác động điện trường này có thể tương đồng với các tín hiệu điều khiển sự co cơ của bộ não. Sự tác động co cơ tùy vào từng trường hợp mà mạnh hay nhẹ. Nếu đủ mạnh, xác chết có thể ngồi bật dậy. Còn nếu nhẹ, nó chỉ tạo ra một vài cử động khe khẽ như là hơi rung lên, co tay hay co chân. Nhưng mà dù bất kỳ lý do là gì, thì việc xác chết tự nhiên bật dậy vẫn là một cái chuyện kinh hãi tột độ, đúng không nào? 2. Hồi quang phản chiếu. Nếu mà hiện tượng quỷ nhập tràng là hiện tượng chết đi sống lại, thì đối với hồi quang phản chiếu lại đối nghịch hoàn toàn với điều đó. Hồi quang phản chiếu là hiện tượng một người đang bệnh nặng, cơ thể suy yếu, đột nhiên trở nên tỉnh táo, thân thể khỏe mạnh, hoặc nói cười sảng khoái, muốn ăn uống. Thông thường thì người bệnh rơi vào trường hợp này thì khoảng 2 tiếng đồng hồ sau sẽ tử vong. Hiện tượng này được ví với hình ảnh ngọn đèn trước khi tắt, ánh lửa tự nhiên rực sáng lên. Người bệnh bỗng nhiên khỏe mạnh trở lại rồi chết, được ví với hình ảnh ngọn nến bùng sáng trước khi lụi tàn, cho nên người ta mới gọi nó với cái tên hồi quang phản chiếu. Đây có thể nói là hiện tượng không khó gặp trong bệnh viện, nhưng vẫn mang đến một bí ẩn kỳ lạ. Để giải thích cho hiện tượng này, có giả thuyết cho rằng khi một người chuẩn bị qua đời và bước sang thế giới khác, linh hồn người đó sẽ rút dần ra khỏi thể xác, từ chân, bụng, tay, cuối cùng là trái tim và trí não.
khi mà trí não nhẹ nhàng an yên, không còn bị ảnh hưởng của vật chất. Người đó có thể trở nên tỉnh táo và mạnh mẽ đặc biệt. Mặt khác thì có giả thuyết lại giải thích về mặt tình cảm, nói rằng thời điểm cận kề cái chết là lúc con người ta khao khát sự sống nhất và muốn tạo nên những kỷ niệm vui vẻ cuối cùng với người thân. Vì vậy mới xảy ra hồi quang phản chiếu. Vậy thì hồi quang phản chiếu có thật hay không? Thực tế thì khoa học cũng ghi nhận hiện tượng hồi quang phản chiếu, dù thật sự vẫn còn rất là mơ hồ về cả cơ sở lẫn khả năng chứng minh lý giải. Kết quả nghiên cứu của một nhóm khoa học cho thấy, trong số 227 bệnh nhân sa sút trí tuệ được theo dõi, khoảng 10% cho thấy có sự sáng suốt hơn hẳn ở giai đoạn cuối đời. Từ việc đánh giá tài liệu của mình, nhà nghiên cứu đã báo cáo rằng khoảng 84% những người trải nghiệm sự sáng suốt ở giai đoạn cuối sẽ đi đến cái chết nhanh hơn trong vòng một tuần, và 42% số người còn lại qua đời vào chính ngày xảy ra hiện tượng. Vậy thì làm thế nào một bộ não bị phá hủy bởi bệnh tật trong nhiều năm lại trở nên sáng suốt lúc cận kề cái chết? Nhà nghiên cứu đã đưa ra ví dụ về một người phụ nữ 91 tuổi bị bệnh Alzheimer. Trong suốt 15 năm, người phụ nữ này đã rơi vào tình trạng vô thức và không hề nhận ra con gái hay bất kỳ ai. Đột nhiên vào một buổi tối, bà bắt đầu trò chuyện rất là thân tình với con gái. Bà nói về nỗi sợ cái chết, những khó khăn mà bà đã trải qua với gia đình. Và vài giờ sau đó, bà đã qua đời. Về mặt tình cảm thì người ta cho rằng đây là một món quà cho người bệnh có một cơ hội cuối cùng để được ở bên người thân yêu và nói lời tạm biệt cuối cùng với họ. Từ trường hợp trên đã xuất hiện giả thuyết về cả mặt tâm linh và khoa học xoay quanh hiện tượng hồi quang phản chiếu, nhưng mà vẫn không đủ thông tin để xác định một cơ chế dứt khoát. Đến nay thì câu trả lời cho hiện tượng hồi quang phản chiếu vẫn còn bỏ ngỏ. Một số triết gia và nhà thần học đưa giả thuyết rằng ý thức của con người nằm ngoài phạm vi hoạt động của bộ não. Ý tưởng này đã được đề xuất như một lời giải thích cho những trải nghiệm cận tử. Các nhà khoa học tuy phản đối giả thuyết trên, nhưng mà cho đến nay vẫn chưa thật sự giải mã được bí ẩn của những hiện tượng bất thường này. Và nó đến hiện tại vẫn còn là một hiện tượng bí ẩn thường gặp trong bệnh viện. 3. Hồn lìa khỏi xác. Có rất nhiều câu chuyện về các bác sĩ hay những bệnh nhân trong bệnh viện kể lại sau những cuộc phẫu thuật rằng bệnh nhân sau khi tỉnh lại đã kể được một cách chính xác khung cảnh phẫu thuật, những sự việc diễn ra và thậm chí là cả nét mặt của những vị bác sĩ trong cái lúc phẫu thuật hôm đó. Nhưng một điều kỳ lạ là bệnh nhân lúc đó hoàn toàn ở trong trạng thái hôn mê. Vậy chuyện gì đã diễn ra lúc ấy? Để giải thích về vấn đề này, người ta cho rằng đây là hiện tượng hồn lìa khỏi xác. Đó vẫn là một thứ gì bí ẩn và chưa thể nào lý giải một cách cụ thể. Theo các con số thống kê trước đây, cứ 10 người trên thế giới thì lại có một người từng gặp phải hiện tượng hồn lìa khỏi xác. Dù chưa thật sự chính xác và có được lý giải cụ thể, nhưng mà theo cách nhìn của nhà thần kinh học và tâm lý học thì đây thực chất chỉ là một hiện tượng y học mà thôi. Hồn lìa khỏi xác là hiện tượng tâm lý xuất hiện khi con người đang trong trạng thái vô thức. Lúc đó họ sẽ có cảm giác như hồn của mình đang bay lơ lửng khỏi cơ thể. Những người từng trải qua hiện tượng này đều khẳng định dù vô thức nhưng mà họ vẫn thấy được mọi thứ xung quanh dưới một góc nhìn khác. Thật là ảo diệu đúng không? Nhà khoa học người Anh George Merrill chính là người đầu tiên nói vấn đề này trong một cuốn sách của ông được phát hành vào năm 1943. Về sau các hoạt động nghiên cứu liên quan hiện tượng này mới xảy ra nhiều hơn. Để chứng minh hồn lìa khỏi xác là có thật, các chuyên gia khoa học tại Học viện Karolinska, Thụy Điển đã tiến hành một thí nghiệm nhỏ với 15 người. Tất cả đều được nằm trong máy quét để theo dõi lại những cảm nhận của não bộ. Song song cùng với đó, các nhà khoa học sẽ tạo ra ảo giác để khiến người nằm trong máy quét có cảm giác như họ đang ở một nơi khác của căn phòng, chứ không phải là đang nằm trong máy quét. Lúc này trên màn hình hiển thị, họ sẽ vừa nhìn thấy người khác, lại vừa nhìn thấy chính mình. Phần lớn hiện tượng hồn lìa khỏi xác xuất hiện khi con người trải qua cơn thập tử nhất sinh, như lúc đuối nước hay phẫu thuật. Cũng có lúc nó lại xuất hiện bất chợt trong giấc ngủ của con người. Với những người hoạt động thể chất mạnh, họ cũng có thể gặp phải hiện tượng này nếu quá sức. Dưới góc nhìn của khoa học, hồn lìa khỏi xác có thể do nhiều nguyên nhân, như là chấn thương não, giai đoạn cận tử, sử dụng ma túy gây ảo giác. Tuy là chưa trải nghiệm cảm giác này bao giờ, nhưng ta cả chắc chắn rằng nó sẽ rất là vô mốt cho mà xem. Bảo sao các thánh nghiện hút rồi nghiện chơi đồ cứ liên tục không dừng được, chính là để tìm cảm giác này đây mà. Vừa rồi chúng ta vừa điểm qua những điều bí ẩn có thể xảy ra trong bệnh viện và kính mời các bạn đón xem tiếp video 10 video gặp ma chỉ có ở Việt Nam đang được hiện ra màn hình ngay bên cạnh đây. Nhấn vào và xem ngay lập tức nha các bạn ơi.